Hey, chào quý bà con ha. Thì chào kênh Pháp Thái TV. Thì trở lại vườn bông trang giống của em Hoài Sa Đéc. Số điện thoại em là 0769848346, có Zalo của em luôn nha. Thì hiện nay thông qua kênh của anh Pháp Thái TV, em cũng muốn giao lưu với bà con người xa của mình một số mẫu bông trang giống hiện tại có bên vườn của em. Đi vô mẫu giống đầu tiên muốn giao lưu với bà con người xa của mình đó là cam Thái. Thì chiều cao theo cái thước đo đây em gặp trên đây cho bà con dễ nhìn, tính từ đáy chậu lên chiều cao là tầm khoảng 50 cm nha bà con. Hàng đang bông như vậy nha, vỏ chín. Thì em giao lưu với bà con đằng xa của mình là giá 60.000 một cây, đơn hàng trên 300.000, từ 300.000 trở lên thì em bao ship cho mình nha bà con. 60.000 một cây cam Thái bông nè bà con, bông rất là đẹp, xương xê hết ha, bông lên. Rồi tiếp theo em đi, tiếp theo là cũng một giống mới, đó là trang kim. Trang kim chiều cao từ đáy chậu lên cũng khoảng 50 cm, hàng đang mang bông vậy nha bà con. Đó thì em giao lưu với bà con là giá cũng 60.000 một cây, em bao ship từ đơn hàng từ 300 trở lên nha bà con. Đơn hàng dưới 300 thì bà con mình phụ tiền ship tiếp em ha, 1-2 cây em vẫn giao nha. Đó. Tiếp theo là dòng cam sắn. Đây mặt ho nó đây, dòng này cũng có hiện tại đang mang bông luôn nha bà con. Đó, bông nụ cam sắn chiều cao từ đáy chậu lên là chiều cao là 50 cm nha bà con. Thì cũng cùng giá với chân kim với chân cam Thái là giá 60.000 một cây, bao ship cho bà con ha, đơn hàng từ 300 trở lên. Mẫu tiếp theo là trang vàng sắn, chiều cao là cũng tầm khoảng 60 nhưng mà thôi mình tính 50 đi, từ đáy chậu lên. Đó thì giá là cũng 60.000 một cây luôn nha bà con. Đó. Rồi, mẫu tiếp theo đó là vàng nghệ, bông vàng nghệ rất là sáng nha bà con. Bông dòng này cũng siêu bông, nụ lên nè, nụ lên búp hết trơn rồi nè. Thì dòng này cũng giá là 60.000 một cây, em bao ship cho bà con đơn hàng từ 300 ha, chiều cao từ đáy chậu lên là tầm 40 cm nha bà con. Đây là hàng một bụi nha, trồng vô nhiều cây vô một chậu á, như đang vỏ chín. Tiếp theo trang trắng, dòng lá nhỏ nha bà con, hàng này cũng là siêu bông nha. Đây là trái cây rất là bé nhưng mà bông nó cứ ngắt cây hết nha bà con. Nó thì chiều cao từ đáy chậu lên là 30 cm nha bà con. Nó thì em cũng giao lưu với bà con gần xa mình là giá 60.000 một cây. Mẫu tiếp theo là hồng phấn nha bà con. Hồng phấn tính từ đáy chậu lên là chiều cao là tầm 40 cm nha, hàng đang mang bông vậy nha bà con. Đó, em gửi cho bà con cây y vậy, giá là cũng 60.000 một cây, hàng một cốt nha, gốc muốn bằng ngón tay út mình nha bà con. Đó, rất là siêu bông, trang trắng lá hồng phấn lá nhỏ. Mẫu tiếp theo là cây trang cam dạ quang, đây mặt hoa nó đây bà con, cam dạ quang. Thì cây giống nó em giao lưu với bà con là như vậy, tầm khoảng 40 cm từ đá chậu lên ha. Thì giá em giao lưu bà con làm sao mình là 150.000 một cây nha bà con. Tiếp theo là trang tim, giống này cũng mới nha, lá nó y như trái tim mình vậy, nó sắn sắn như đầu mũ đó. Mình đã kêu trang tim, dòng này sức sống rất là mạnh. Thì bông nó đây, trang tim cho hoa màu đỏ nha bà con. Thì giao lưu với bà con mình là giá là 30.000 một cây, bao ship cho bà con đơn hàng từ 300.000 trở lên ha. Đó, chiều cao tàu hũ 4 tấc cho bà con đây. Thì số điện thoại Zalo của nhà vườn em là 0769848346 nha bà con. Tiếp theo là một cây Mỹ đỏ Tiền Giang. Đây cái đọt nó đỏ lắm. Cây này cái đọt nó hơi bé, hơi nhỏ. Đây, cái bông nó đây, cuốn bông nó cũng đỏ luôn nha bà con, nhìn rất là phê ha, Mỹ đỏ Tiền Giang. Đó, thì giá làm giao lưu bà con mình là 120.000 một cây nha bà con. Chiều cao từ đáy chậu lên là hũ khoảng 40 cm cho mình nha. Tiếp theo là tím sen. Đây tím sen dòng này cũng rất là siêu bông nha bà con. Đây là nụ lên cứng đây. Đó, có nụ có búp chân. Thì dòng này em giao lưu với bà con mình là giá 40.000 một cây nha. Tím sen lá nhỏ, chiều cao tầm 40 cm từ đáy chậu lên ha. 40.000 một cây. Tiếp theo là hồng phấn sữa. Đây mặt hoa ở đây nha bà con. Hồng phấn sữa tính từ đáy chậu lên chiều cao nó tầm khoảng 30 nha bà con, 30 hơn tính 30 ha. Nó ra nụ như vậy. Đó là giá em giao lưu bà con mình là 120.000 một cây nha bà con. Tiếp theo là vàng Dubai. Vàng Dubai chiều cao tầm 40 tính từ đáy chậu lên ha. Cây rất là xanh đẹp sum ha. Cái thằng nó bằng điếu hút mình, nhỏ hơn điếu hút chút xíu nha bà con. Em giao lưu với bà con mình là giá 60.000 một cây nha bà con.
Tiếp theo là tím sen, tím sen lá chung, hàng này cũng siêu bông nha, giống mới nó đột biến từ lá nhỏ nha, nghe bà con đây mà coi nó đây, nhìn rất là ngọt ha, tím sen bông rất là to, ngọt. Đây cây bé như vậy nó cũng là có nhiều đọt nhưng mang nhiều bông nè. Thì em giao lưu với bà con có hai size lớn trước, nhưng mà con size lớn cầm khoảng 80-90 cm ha. Thì em giao lưu với bà con giá là 150.000 một cây ha. Đó. Còn cây nhỏ thì chiều cao tầm khoảng 40 cm tính từ lá chậu lên, giá 100.000 một cây nha bà con. Tiếp theo là vàng ta. Vàng ta hay là nó kêu bằng vàng lá chung á, thì chiều cao là tầm 40 ha. Thì em giao lưu với bà con mình là giá là 30.000 một cây nha bà con. Tiếp theo là cây đỏ sen, đỏ sen lá chung, à, con thấy không, cái lá nó giống như lá tím sen lá chung nữa nha, còn nó làm cho bông màu đỏ nha, đỏ sen lá chung cộng nó cũng đỏ luôn nha, bích nó nè, nó nhìn hoa nó bên đây, bên đây nó có cây nở hoa đỏ sen lá chung. Thì cây gốc bằng ngón tay cái mình nha bà con, đây gốc thân chính như này này, gốc bằng ngón tay cái mình nha. Thì cây thường chậu bao sống 100% nha bà con ha. Thì em giao lưu với bà con là giá là 300.000 một cây bao ship ha, chiều cao từ đáy chậu là tầm khoảng 70 nha bà con. Đây là thân chậu thì nhỏ. Tiếp theo là cây hoàng kim, hoàng kim đỏ, đây mặt hoa nó đây, hoàng kim đỏ, dòng này cũng xuyên bông lắm, lá này cũng có bông, có nụ nữa ha bà con. Đó, em giao lưu với bà con đây cây giống nó đây, cây giống nó cao tầm khoảng 40 cm ha, giao lưu với bà con là giá 100.000 một cây nha bà con. Tiếp theo cây đỏ lá bóng, cây đỏ lá nhựa cũng nói nha bà con, như là nhung á, đỏ nhung á, chiều cao nó tầm 40 cm, giao lưu với bà con là giá 30.000 một cây nha bà con. Đó, đơn hàng từ 300.000 trở lên thì em bao ship nha, đặc biệt bên vườn em á, từ 300.000 trở lên bao ship, bà con có thấy là hãy lấy mỗi một giống vậy đó, một cây cũng được, mình cộng lại sau đơn hàng đủ 300 thì bao ship. Tiếp theo là cái cây em giao lưu với bà con là cái cây đây mặt hoa đó đây bà con, cây Mỹ Hường nha bà con, mặt hoa ở đây Mỹ Hường lá Mỹ Cam đột biến nha, cái bông màu hường kêu là Mỹ Hường nha bà con. Đây cây giống cao từ tầm khoảng 40 tính từ đáy chậu ha, giao lưu với bà con của mình là giá là 350.000 một cây nha bà con. Đó, Mỹ Hường. Tiếp theo là cây ngũ sắc nha bà con, cây ngũ sắc hàng ghép nha bà con. Thì cái cây này là em lấy cái cây có đang mang hoa lên lai cho bà con, cái cây sẽ gỡ cho bà con, nó cũng sẽ có bông nhưng mà nó chỉ lên là khoảng 2-3 màu bông thôi nha bà con, chứ chưa lên đủ 5 màu nha, tại vì hàng ghép á, nó nhiều khi cái đọt này già nó mới mang bông, nhiều khi có đọt còn non nó chưa thể nào mang bông. Đây chiều cao tính từ lá dậu lên là khoảng 80 nha, cây em ghép là tím sen nè, sen vàng cam nè, rồi tím sen vàng cam, rồi đây là màu đỏ nè, hôm nay đây có cho em màu vàng luôn nha, vàng nè, dưới đây cam thái nữa nè, là đủ 5 màu á. Thì nó lên như cây này thì nó lên đủ 5 màu à. Cây y vậy nha, cây này thì em bao sống 100% cho bà con nha. Đây dễ là con hoa như thế này nè, mấy dòng này không thể nào chết được, tại vì nó hình chậu từ nhỏ, dễ cám lên trắng cho nha ha. Là em giao lưu bà con, sao mình giá 400.000 một cây ngũ sắc ghép 5 màu nha bà con. Tiếp theo là cái vàng hường nha bà con. Đây, vàng hường lọc xanh bông đậm ha, vàng hường ngọt xanh bông đậm. Đây cây giống này em giao lưu bà con là từ đáy chậu là tầm khoảng 40 cm, giá là 30.000 một cây vàng hường ngọt xanh bông đậm. Đây là giá bán lẻ nha bà con, bà con nào có mua sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0796848346 nha bà con, thì em sẽ bán cái sỉ cho bà con ha, mua số nhiều quá thì có xe giao tới nhà cho mình luôn nha. Đây là tiếp theo là cây phụng hoàng lửa nè, bông nó này có cái cây bé nó nở hoa nè, nó phụng hoàng lửa bông đỏ tới chân nha bà con, dòng này hiện tại đang hot trên thị trường nha bà con. Đó, thì cái giống em giao lưu với bà con là như vậy, cái giống như vậy em giao lưu với bà con đây. Thì giá là 500.000 một cây ha, em bao ship cho bà con nha, những mặt hàng cao cấp này thì một cây em vẫn bao ship nha bà con, 500.000 một cây cũng còn đó. Tiếp theo cam Đài Loan, đây cam Đài Loan có mặt hoa đây nha bà con. Đó, cam Đài Loan. Thì cam Đài Loan thì cũng có hai size thứ nhất là cây giống chiều cao từ đáy chậu lên tầm 30 ha, em giao lưu với bà con của mình là giá 40.000 một cây nha bà con, 40.000 một cây cam Đài Loan ha. Đây tiếp theo size cam Đài Loan size lớn, gốc nó đây, gốc nó bằng ngón tay mình nha bà con, tầm ngón tay trỏ mình nha, cây nào
không từ chỗ có phần người cút vậy đó, người lượm dài bo rất là nhiều nha. Em giao lưu bà con xe lớn này là giá 250.000 một cây nha bà con. 250.000 một cây cam Đài Loan hàng thường chậu bao sống 100% nha, dễ trứng bậu hết nha. Tiếp theo là cây vàng hương lục đỏ. Vàng hương lục đỏ cây rất là sung lá mướt ha. Cái thằng có thằng màu đỏ ăn mình nha bà con. Chiều cao từ đáy chậu lên tầm 50 ha. Giao lưu bà con người xa mình giá 70.000 một cây nha bà con. 70.000 một cây vàng hương lục đỏ. Tiếp theo là một cây tím sen dáng thông thần chậu, chiều cao từ đáy chậu là tầm 80 cm thôi bà con. Đây kho nó đây. Tím sen nha bà con, dòng này nó cũng siêu bông dữ lắm nha. Đó, tím sen này nó không có nụ hết này nha bà con. Đây đó, tím sen rồi, chiều cao từ đáy chậu tầm 80 ha. Thân nó là bằng ngón tay cái mình nha bà con. Đó, thân bằng ngón tay cái này, đế nè. Đây là thần chậu 100% bao sống cho bà con ha. Thì cây này á là em giao lưu bà con mình là giá là 200.000 một cây, em bao ship cho mình thấy bà con, đơn hàng từ 300 là em bao ship. Đặc biệt hàng bên em là bao ship bao sống nha. Bao sống trong 15 ngày khi nhận cây, rồi tính 15 ngày sau cây nào chết là gửi thường cái đó cho bà con nha. Tiếp theo là trang thái. Thái thì nó có hai màu, một là màu vàng, hai là màu đỏ nha bà con. Thì giá em giao lưu với bà con mình là giá 25.000 một cây trang thái ha. Trang thái hàng một cốt gốc em muốn tay út mình đó, chiều cao tầm khoảng 50 đó. 25.000 một cây nha bà con, trang thái nó nhỏ. Tiếp theo là cam hường. Cam hường hiện có hai size đây mà kho nó đây. Đó sùng cam hường nha bà con. Cam hường cái xe đó này em giao lưu với bà con mình, chiều cao nó là 1m nha bà con, từ đấy chọn nó hơn 1m luôn, là giá 300.000 một cây cam hường nha bà con. Giờ mình cũng siêu bông nha, đọt nó lên bông hết rồi nè. Còn cái xe nhỏ thì 100.000 một cây, 100.000 một cây xe nhỏ ha. Chiều cao đề đáy chậu lên tầm cũng khoảng 60 ha, 100.000 một cây cam hường nó cũng có nụ luôn nha bà con. Rồi, tiếp theo là cây trang sen. Trang sen xưa em giao lưu với bà con gần xa mình, cây như vậy chiều cao nó tầm 40, tính đề đáy chậu lên là giá nó là 30.000 một cây nha bà con, trang sen xưa. Tiếp theo là cây sen Nhật. Nhật của đây nó không có hoa mà giờ mấy siêu bông nó có nụ chưa nở. Thì cây trang sen Nhật em giao lưu bà con là sao mình giá 25.000 một cây nha bà con. Tiếp theo là cây cam Pháp này, bông nó cam Pháp, cây giống thì có cây có bông có cây không nha bà con. Thì dòng này em giao lưu với bà con là giá 30.000 một cây, chiều cao đến từ đáy chậu là tầm khoảng 50 60 nha bà con. 50 60 cam Pháp 30.000 một cây. Tiếp theo một giống đang rất là hot trên thị trường nha bà con. Đây, em giao lưu bà con mình có 3 size ha, size lớn này số lượng có hạn nha bà con. Đây mặt kho nó đây. Bụng hoàng cam nha bà con, bụng hoàng cam ha. Thì cây giống em giao lưu với bà con, cây giống nhỏ nhất là tính là 1, 2, 3, tầm 4 cặp lá như vậy. Giá là 250.000 một cây nha bà con, bụng hoàng cam nha. 250.000 một cây. Còn cây lớn là tính từ đáy chậu lên là tầm khoảng 3 tấc nha bà con. Mà cây lớn á, tức là chiều cao của thân cây đó là khoảng hơn 20 rồi nha. Em giao lưu với bà con là giá 500.000 một cây nha bà con. Đây là xe lớn này thì hiện tại số lượng có hạn, tính từ đáy chậu lên là được 80 cm nha bà con. Hàng đang ôm nụ nha, hàng đang ôm mụn nha. Đây là mua không sợ lầm, 100% là phụ hoàng cam nha. Đã nở búp lên nè, búp đỏ nha nha. Dòng này cũng siêu bông nha bà con, bên đây một cái nhánh nhỏ xíu nó cũng mang bông luôn nha bà con. Đó, bên đây một nhánh nhỏ xíu cũng có mang nụ luôn. Thì chiều cao từ đáy chậu lên 80 cm. Thì cây này em giao lưu gần với bà con gần xa mình là giá là 1.600.000 nha bà con. Em bao ship cho bà con ha. Đây, gốc nó đây bằng ngón tay út mình nha. Nứt giờ me hết nha, dòng này nó cũng râu lớn nha bà con. 1.600.000 em bao ship cho bà con ha. Bụng hoàng cam, xe lớn, chiều cao từ đáy chậu là 80 cm, đang có nụ có hoa luôn nha bà con. Rồi xuống cây kia. Tiếp theo là Mỹ cam. Mỹ cam cây giống tính từ đáy chậu lên tầm khoảng 50 cm. Mỹ cam ha. Đây, mặt kho nó đây. Mỹ cam ha, dòng này hiện tại ngoài thị trường cũng rất nhiều anh em ưa chuộng nè. Mỹ cam cây giống tầm khoảng 50 cm tính từ đáy chậu lên, em giao lưu bà con mình là giá 30.000 một cây nha bà con. 30.000 một cây giống. Tiếp theo là Mỹ cam size lớn nha bà con. Đây, Mỹ cam size lớn. Đó. Hàng là thần chậu 100% bao sống nha bà con. Hoành thân cái này là một cốt mà một cốt bụi nha bà con. Ha. Một cốt bụi hoành thân của nó này, em đo lên hoành thân nguyên một bệ dưới này. Một thân nhưng mà nó nở vậy nè. Cái này là khoảng 9 nha bà con.
thì cái này em giao lưu với bà con gần xa mình giá là 300.000 một cây, bao ship cho bà con ha, 300.000 một cây Mỹ cam nha, Mỹ cam hàng phần chậu nha bà con. Đó thì cái này mới rồi em đứng em cắt bông hết, bữa nay nó mới có một cái đọt nó ra nụ lên nè, lên bông nè, 300.000 một cây bao ship cho bà con mình ha, Mỹ cam nha, hàng phần chậu, hoành thân cũ ở dưới này là tầm khoảng 9 nha bà con. Đó. Mỹ cam tiếp theo là Mỹ hồng. Đây Mỹ hồng mà hoa nè, chắc cũng nhiều bà con nói Mỹ hồng cũng biết ha. Mỹ hồng thì cây giống tính từ đáy chậu tầm 40 ha. Em giao lưu bà con mình là giá 30.000 một cây, em bao ship nha bà con mình ha. Đơn hàng từ 300 cho lên Mỹ hồng. Thì bà con nào mua số lượng nhiều đó thì liên hệ trực tiếp em ha. Có giá sỉ cho bà con mình ha. Tiếp theo là một cây Mỹ hồng size lớn hàng thần chậu nha. Hàng thần chậu thì nó sẽ mắc hơn hàng không thần chậu nha bà con. Đó. Thần chậu là bao sống 100%, về chỉ cần thay bầu là chơi thôi. Nó đã sung cây rồi, sống khỏe rồi. Đây. Rễ nó chăm xuống đít trên trơn nè, thấy không? Trắng hết, thấy không bà con? Hàng này là không bao giờ chết được. Phần chậu đi xa được nha bà con. Thì cây như vậy hót thân lên tầm khoảng 20, hoành thân là tầm khoảng lớn hơn ngón tay cái mình nha bà con. Này lớn hơn ngón tay cái mình ha. Tán tàn đều. Có nụ có bông trên cây sẵn nha bà con. Mỹ hồng á, giá 350.000 một cây bao ship cho bà con nha. Đây, Mỹ hồng. Đó. Đây nó có nụ rồi nè, trên này nè. Em nói lên nó có bút, có nụ, cái này về trồng xuống là chỉ chơi thôi chứ khỏi xài chết được ha. Thì hàng này giá lẻ 350.000 một cây, em bao ship cho bà con ha, bao ship bao sống. Tiếp theo là cái hồng phấn, hồng phấn lá cẩm thạch nha bà con. Đây hồng phấn lá cẩm thạch nha, chứ không phải bị bệnh nha. Đó, dòng này đột biến từ hồng phấn lá nhỏ, hồng phấn lá cẩm thạch em có hai size giao lưu bà con. Từ đáy chậu lên 30cm là giá là 100.000 một cây, còn xe lớn từ đáy chậu lên khoảng 60cm như vậy ha, thì 300.000 một cây nha bà con, hồng phấn lá cẩm thạch. Tiếp theo là vàng pháp nha bà con. Đây vàng pháp em có hai size, đây màu bông của nó đây nha bà con, vàng pháp bông rất là sáng nha bà con, vàng pháp ha. Thì xe lớn này vô luôn bà con mình, giá 250.000 một cây, em bao ship nha, bao sống cho bà con nha. Đó. Này rất là nụ nha, dòng này rất là siêu đông nè, hình như đọt không có bông hết. Nên em bao ship bao sống nha, ngọn cây thì bao sống 15.000 nha, trồng thì sống nha, tứ nha, còn nếu trồng không tứ thì nó chết nhưng không thường nha. Chiều cao từ đáy chậu lên cây giống vàng pháp, cao được 40, giá là 30.000 một cây, 30.000 một cây giống nha bà con. Xe lớn thì 250.000 một cây, tán tàn đều, rất phần ngón tay út mình ha, đó, siêu bông nha. Tiếp theo là cây Mỹ đỏ nhung, đây bông nữa này, nữa đây bông mẫu ha, còn kem giao lúa bà con lại như vậy nha bà con. Đó. Bụi hình sầm lá lú như vậy, cây rất là sung mướt ha, lá mướt dần từ đáy chậu lên được 50cm, giao lưu bà con người sao mình giá 30.000 một cây nha bà con, 30.000 một cây. Tiếp theo là tím sen nhím châu, mà hiện tại cũng đang rất hot ha, tím sen nhím châu thì bên em có hai size nhỏ này, em giao lưu bà con mình là giá 500.000 một cây, bao ship cho mình ha. Đến là 1, 2, 3, tính luôn con 4 cặp lá ha, 500.000 một cây, xây nhỏ. Xây lớn thì 600.000 một cây nha bà con, tính từ đá chậu lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cặp lá, 600.000 một cây nha bà con. Cây này nó có nụ luôn, tím sen nhím châu bông thơm nha bà con, có hai size. Tiếp theo là cây cẩm thạch, cẩm thạch thì em giao lưu bà con mình là có 3 size ha, hình dường em ha. Thì 3 size đến từ đáy chậu lên, chiều cao là 50cm, size lớn này là 400.000 một cây nha bà con. Cây cẩm thạch ha, còn size chung của mình là 200.000 một cây, cũng đây 200.000 một cây, hàng đang có nụ nè, có số cây nó lên nụ luôn, nó sung luôn, nụ 200.000 một cây ha, size lớn thì 400, size chung thì 200 ha, còn size nhỏ này đây, size nhỏ nha bà con, size nhỏ thì 120.000 một cây nha bà con. Cẩm thạch ha, xe nhỏ thì từ đáy chậu khoảng 20cm thì 120.000, xe chung thì 200, xe lớn thì 400 nha bà con. Tiếp theo thì dây chân tàu, tàu Nhật, tàu đỏ là cũng nói rồi bà con, em vô lưu bà con cái xe nhỏ nhất đó là cây giống, chiều cao tính từ đáy chậu lên 40cm, giá 25.000 một cây nha bà con. Đây, tàu đỏ nè, đọt đỏ nè, xe nhỏ 25.000 một cây ha. Cây hàng từ 300 trở lên thì bao ship cho mình ha. Tiếp theo là cái xe chung, giá 50.000 một cây đó. Hàng một cốt này mà có không? Một cốt.
dòng này nó cũng hơi lâu lớn, đây nó siêu bông, mọi người thấy không, cái cây có chút ép nhiều mà bông nè, cứng cây luôn ha, 50.000 một cây nha, 50.000 một cây trên tàu Nhật đó. Tiếp theo là cái size lớn nhất, size lớn của tàu Nhật thì giá là 300.000 một cây nha bà con, mỗi lời bán 350 này, dịch quá giảm giá xuống 300.000 một cây nha bà con. Hàng này là bao sống bao ship nha, nó góc nó bằng tay cái mình nha bà con, đây hàng thùng chậu 100% nha, góc bằng tay cái mình ha, đùng rất là lực nha, 300.000 một cây bao ship cho bà con ha, rồi gọt nó dao phiếu phiếu rồi, mỗi lời nó mới bứng vô chậu, xe dụng bông thay lên nụ luôn nha. Hàng này đang mang bông, có bông có nụ nha, 300.000 một cây tàu đỏ. Tiếp theo là trên tàu vàng, tàu vàng thì cũng có bài sai như vậy, thì cây giống tính từ đáy chậu lên là khoảng 40cm ha. Đây, cây giống 25.000 một cây nha bà con, cây giống. Còn cái dòng này, chung này đang mang hoa như vậy thì giá 50.000 một cây ha, 50.000 một cây thì có bông nha bà con, đừng có mua cây mà 25.000, điện thoại em mà nói lựa có bông thì không có nha bà con. Cây bự bự tới 50.000 này thì cây nào cũng có bông hết, tàu vàng ha. Tiếp theo đó là cái size lớn cũng tàu vàng luôn, đây chốt nữa này, có nó cùng lô với tàu đỏ nãy bằng ngón tay cái mình nha bà con, không thấy bằng ngón tay cái mình nha bà con. Nó hàng thùng chậu 36% ha, đây nó cũng đang lên nụ nè, bữa rồi bông cứng cây mà bứng á, bứng nó rụng bông bớt nay lên nụ rồi, thì giá cũng 300.000 một cây bao ship cho bà con mình ha. Cái này đặc biệt là mũi cam cũng 300.000 nè, tàu vàng 300 nè, tàu đỏ 300 luôn nè, một cây lớn nữa rồi là 2 tuổi nha bà con. Tàu hồ đây, tàu như bà con cũng có 2 size ha, bông đó nè, tàu hồ như bà con, tức là cái bông nó vừa có màu vàng với màu hồ, chứ còn tàu hồ á, tàu hồ có 2 size, tay có bông như vậy, size nhỏ là giá 50.000 một cây nha bà con, cao là 40 nha. Đó, nhỏ là 50 rồi đang mang bông luôn nha, còn tàu hường ha, còn cái size lớn thì giá 400.000 một cây, 400.000 một cây tàu hường ha, hàng một cốt này là cây cốt thân đó, cũng bằng ngón tay cái mình nha bà con, bằng ngón tay cái mình nha, hàng thùng chậu bao sống cho bà con ha, giá 400.000 cây bao xíu nè, bông nó nhìn còn hơn siêu bông, bông lên kiếm cây nữa ha. Này mua về chơi tết thì khỏi quên nha bà con. Tiếp theo cây Dubai đỏ, Dubai đỏ em giao lưu với bà con mình giá 40.000 một cây ha, chiều cao này đá chậu là 40cm ha. Thì số điện thoại cho anh em nhà vườn em là 0769848346 bà con. Hình thức giao lưu của mình là đơn hàng từ 300 trở lên là em bao ship ha, bao sống cho bà con từ 15 ngày ha. Làm sao 15 ngày khi bà con không tứ rồi nó chết thì em không chịu trách nhiệm ha. Tiếp theo là cái hường sọc này nữa thì em sẽ chèn cái bông chèn cái bông bên đây, hường sọc em giao lưu với bà con mình là giá là 800.000 một cây bà con, hường sọc nha, rồi sọc cây giống để chậu lên tầm khoảng 30 nè, sống khỏe. Tiếp theo là hồng phấn lá chung, hồng phấn lá chung siêu bông nha, cây giống không có hoa này ha, dòng này là 30.000 một cây nha bà con, hồng phấn lá chung siêu bông nha. Có 2 size, size lớn tính từ đáy chậu lên chiều cao thành 1.4 nha bà con. Cây này em giao lưu bà con mình giá 250.000 một cây nha bà con, người là đóng gói đi xa rất là tận hàng, thường chậu 100% không bao giờ sẽ chết nha, hồng phấn lá chung nha, thường chậu 100% đây nó cũng có hoa nè, giống dáng thông xương cá nha bà con, 250.000 một cây ha, rồi chiều cao tầm khoảng 1.4 mình á, thường chậu. Tiếp theo là cái vàng son Cần Thơ nha bà con, vàng son Cần Thơ đây, giá em giao lưu bà con mình bữa nay dịch cũng có giảm giá nha, 400.000 một cây nha, cái này một cây miễn bao ship nha, bữa rồi là nó 500 á, này hàng về nhiều quá, này dịch này chiều cao từ đáy chậu là 30cm ha. Tiếp theo là trên trắng lá chung, đây một ho này, trắng lá chung, trắng lên cục hồng ha, trắng lá chung này, cây giống em giao lưu với bà con là như vậy đó, chiều cao từ lá chậu khoảng 30cm hay giá 50.000 một cây nha, trắng lá chung nha. Đó. Cái size lớn là giá là 300.000 một cây nha một con, tại dòng này nó cũng hơi lâu lớn, trắng lá chung đóng dáng thơm, chiều cao từ lá chậu lên là 80cm ha, đang có hoa có nụ luôn là con, mang theo nó đây 300.000 một cây bao ship cho mình thôi là con, bao ship bao sống luôn nha. Tiếp theo là cây phụng hoàng kim,
Còn hoàng kim thì giá 200 ngàn một cây ha, từ đá chậu lên là 30 cm. Còn hoàng kim thế này. Tiếp theo là cây mỹ tím nha bà con. Đây, lá mỹ tím này. Đuôi nó nhọn nè. Bầu ha. Mỹ tím 150 ngàn một cây nha bà con. 150 ngàn một cây, đơn hàng từ 300 là bao ship cho bà con mình ha. Tiếp theo là cây mỹ đỏ, lá mỹ cam hay kêu mỹ đỏ Cà Mau cũng nói nha bà con. Đây, có cái cây có đọt non bên đấy nè. Nó da đọt đỏ lòm thấy không bà con. Chiều cao từ đáy chậu tầm khoảng 35 40 thấy bà con. Đó thì giao lưu bà con mình là giá là 120 ngàn một cây, mỹ đỏ lá mỹ cam. Tiếp theo là cây vàng, vàng lá lớn á, cây giống như vậy, chiều cao từ đáy chậu lên khoảng 50 cm ha. Đây mà kho mẫu nữa nha bà con. Vàng lá lớn hay nó kêu mỹ vàng lá lớn á thì giá 30 ngàn một cây giống như vậy bà con. Chiều cao từ đáy chậu lên là khoảng 50 ha. 30 ngàn một cây giống. Dòng này thì bông rất là lớn. Tiếp theo là cây đỏ son. Đây đỏ son em có mặt bông. Đỏ son thì dòng này giống cũng mới nha. Nó có 6 cánh luôn nha bà con, như này thấy không? 1 2 3 4 5 6 cánh luôn ha. Đó, đỏ son. Thì cây giống từ đáy chậu lên là khoảng 50 cm vậy ha, em giao lưu bà con là giá 500 ngàn một cây nha bà con. Đỏ son. Rồi. Tiếp theo là cái giống, cây giống là Pháp Hường nha bà con. Đây, cái bông nó đây. Nhìn rất là ngọt ha, cánh bông dày lực ha bà con. Cây giống vô luôn bà con, từ đáy chậu lên tầm 30 cm như vậy thì giá là 300 ngàn một cây nha bà con. Pháp Hường. Tiếp theo là cây mỹ vàng sọc Bến Tre nha bà con. Cây vàng sọc Bến Tre, cây này là cây vàng sọc Bến Tre thì giá là 1,5 triệu một cây nha bà con. Cái này nữa em sẽ chèn hình bông cái bên ha, tại vì đang không có cây có bông á. Vàng sọc Bến Tre 1,5 triệu một cây ha. Tiếp theo là cây mỹ cam sọc từ đáy chậu là tầm 40 cm ha. Cây này em giao lưu bà con mình là giá là 1,5 triệu luôn nha bà con, bao ship ha. Này cũng rất là nhiều bo rồi nè, 1 2 3 4 5 6 7, còn 7 8 gặp lá nha bà con, 1,5 triệu một cây mỹ cam sọc. Tiếp theo là mỹ vàng thì nó có hai màu, một là vàng chanh, hai vàng nghệ. Đây bữa nay vàng nghệ nó có bông nha bà con ha. Em mẫu có bông cho bà con. Đây, cây mỹ vàng nghệ chiều cao nó tầm khoảng 3 tấc tính từ đá chậu lên ha. Em giao lưu với bà con mình giá 150 ngàn một cây nha bà con. Đây là mỹ vàng chanh cũng cỡ vậy ha, từ đá chậu lên là giá 30 cm, cũng là 150 ngàn một cây nha bà con. Vàng chanh vàng nghệ bằng giá nha. Rồi thì vườn của em đến đây cũng kết thúc ha. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con mình đã theo dõi cái video rất là nhiều, cũng chúc bà con mình dồi dào sức khỏe hết nè, làm ăn được phát tài. Bye bye con.